Xin chào các bạn, hôm nay thì mình xin giới thiệu cho các bạn là cách nấu cà ri gà. Và món cà ri này thì các bạn cũng có thể là dùng chung với là bún hoặc là bánh mì thì đều rất là ngon luôn. Và để nấu nồi cà ri cho nó ngọt, béo và thơm và thịt gà nó không có bị tanh á, thì sau đây xin mời các bạn vào bếp cùng mình nhé. Rồi và để chuẩn bị cho món cà ri này thì ở đây mình có là một con gà ta. Thì gà ta ở đây là mình mua loại gà tre á các bạn. Con này nó cũng tương đối nhỏ à. Nó chỉ có là 1,1 kg thôi. Và phần này mình đã sơ chế và mình rửa sạch hết rồi. Và thêm 4 cây sả cây nữa. Ở đây là mình sử dụng là cà ri cái dạng bọt đó các bạn. Cái túi này là 15g. Ở đây là mình sử dụng là củ môn tím và khoai lang vàng. Là mình sử dụng là 60g đó các bạn. Thì cái phần khoai này thì các bạn cũng có thể là sử dụng là khoai tây hoặc là khoai mì. Cũng tùy theo là sở thích của gia đình mình nhé. Rồi đối với phần cà ri thì mình không có thể thiếu phần nước cốt được. Rồi cái phần dừa nạo này là mình chuẩn bị là 300g dừa nạo. Nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái lon nước cốt 400ml này nè. Rồi con gà này nó chỉ có 1,1 kg à, thì mình sử dụng một lon này là đủ rồi. Rồi ở đây là mình chỉ giới thiệu những cái phần nguyên liệu chính thôi. Còn lại cái phần gia vị nêm nếm thì hầu như ở trong nhà bếp người nào cũng có hết rồi. Cho nên cái phần đó mình không có giới thiệu ở đây. Rồi bây giờ đầu tiên ở đây là mình chặt cái phần con gà này ra trước nhé. Để mình ốp cho cái phần thịt gà cho nó được thơm và nó mềm hơn á. Và đối với cái phần chặt thịt gà thì các bạn chặt hơi lớn so với cái phần mình ra mặn một chút. Rồi sau khi cái phần gà này mình chặt xong rồi đó, cái phần huyết và cái lá gan nè, cái phần này thì mình khỏi ốp nhé. Ở đây mình bỏ vô mình ốp, mình trộn hồi là cái phần này nó bị nát hết. Do vậy là cái phần này mình bỏ bên ngoài. Còn bây giờ mình sẽ cho cái phần gia vị vào đây để mình ốp cái phần thịt gà. Ở đây là mình sử dụng là 30ml sữa tươi có đường nha các bạn. Nếu như các bạn sử dụng sữa không đường cũng được nha. Và một muỗng bột ngọt. Một phần hai muỗng muối. Đối với phần cà ri thì các bạn không có sử dụng là cái nước mắm ở đây nha các bạn. Bởi vì cái phần nước mắm mà mình nêm vào đây là nó sẽ mất cái vị thơm của mùi cà ri đó. Rồi cà ri này là mình sử dụng là cái dạng bột. Trong cái túi này thì nó có cái lá cà ri luôn. Rồi mình cho một nửa vào đây trước. Và một muỗng đường cát. Rồi sau cùng là mình cho vào đây là một ít hành tỏi băm. Rồi mình dùng tay mình trộn đều lên. Và mình để ốp khoảng là nửa giờ. Rồi cái phần này là các bạn sử dụng là sả cây nhé. Mình đập dập ra cho nó được thơm hơn á. Mình sử dụng cái dạng khúc như vậy nè. Hoặc là các bạn chẻ ra cái khúc khúc cũng được. Và 300g dừa nạo ở đây thì mình vắt làm hai loại nè. Một loại nước cốt nhất và một loại nước cốt nhì. Thường nước cốt nhất là người ta gọi là nước cốt, còn nước cốt nhì là người ta gọi là nước dảo các bạn. Nếu như mà các bạn sử dụng cái nước cốt dừa lon á thì mình xem như là mình có một loại nước cốt thôi, mình không có loại nước dảo này. Còn mình cho vào nồi á là một ít dầu, rồi cho cái phần tỏi băm vào mình phi. Khi tỏi nó chuyển sang cái màu vàng thơm rồi á thì mình cho cái phần sả vào đây luôn. Mình đảo sơ cái phần sả vài đũa. Rồi mới cho tiếp là cái phần bột cà ri vào đây. Rồi cái phần này các bạn để với mức lửa cho nó nhỏ xuống nha.
Lúc này cái phần thịt gà nó cũng đã thấm đều cái phần gia vị vào đây hết rồi. Khi mình ớp á, thì nó cũng có ra một lượng nước nè, mình gấp cái phần gà vào đây trước thôi. Còn cái phần nước á, là mình chút xíu mình sẽ đổ vào đây sau. Rồi sau khi mình cho cái phần gà vào đây á, mình đảo đều khoảng là 5 phút cho cái phần thịt gà này nó săn lại rồi á, thì mình mới cho là cái nước gà mình ớp hồi nãy nó ra mình mới cho vào đây. Rồi lúc này á, thì các bạn để với mức lửa lớn lên. Rồi cái nếu như các bạn sử dụng nước cốt lon á, là mình không có cái phần nước cốt dảo này, là mình cho nước vào lúc này luôn. Đây là 700 ml nước cốt á, và cái lượng nước cốt này á, là mình cho vào đây hết luôn. Cái phần này là nước cốt dảo á, nha các bạn. Mình chừa lại cái phần cặn ở dưới đáy. Mình cho tiếp vào đây là 1,3 lít nước nữa. Còn cái phần nước cốt này á, là mình cho vào sau nhé. Cái phần nước cốt này nếu như các bạn nấu lâu quá thì nó giảm đi cái độ béo á. Mình nấu khi nào cho cái nước này nó sôi lên á, cho cái phần gà này nó mềm rồi á, thì mình mới cho là cái khoai vào đây. Và theo cách của mình nấu á, là cái phần khoai lang này á, là mình không có chiên nha các bạn. Mình muốn cho cái khoai này nó gã ra cho nó tạo cái nước nó có cái độ sệt và nó được thơm hơn á. Còn nếu như các bạn mà thích cái khoai này nó còn giữ nguyên á, nó không có bị rã á, thì các bạn chiên sơ cái phần cũ này nhé. Còn mà các bạn mà dùng bột các bạn cho vào cái nước này cho nó cái độ sệt á, thì cái nồi curry mình nó hay có bị dở lắm. Và mình không có đậy nắp nhé. Cái phần này mình cũng không có hớt bọt luôn. Bởi vì cái phần bọt này là cái phần nước cốt không à. Mình đậy nắp là cái phần này nó trào ra bên ngoài đó. Và khi nước sôi lên khoảng 5 phút là mình cho cái phần khoai vào được rồi. Cái phần cũ này nó cũng mau mềm lắm. Và khi các bạn nấu khoảng là 15 phút là cái phần khoai này nó chín rồi. Và cái phần thịt nó cũng thấm đều vô cái phần gia vị nữa. Mình nấu cà ri á, thì mình sử dụng củ môn tím á, thì nó rất là ngon luôn. Củ môn này nó vừa béo và vừa thơm nữa. Thì lúc này á, mình cho cái lượng nước cốt vào đây. Rồi cái phần cặn ở dưới đáy nè mình bỏ. Cái phần gan và cái quýt á, thì nó cũng nhanh chín lắm các bạn, cho vào đây luôn. Mình cho nó sôi lên khoảng 5 phút cho cái phần quýt nó được chín á, rồi mình mới nêm nếm lại nha. Rồi ở đây mình cho vào đây là một muỗng đường nè. Và 1 phần 2 muỗng bột ngọt. 1 phần 2 muỗng muối. Và lúc này mình nêm cũng vừa với khẩu vị của gia đình mình rồi đó. Bây giờ mình sẽ cho cái hành tây vào đây.
Hành tây ấy, thì các bạn sắc cái hình múi cao nè, hoặc là các bạn sắc cái khoanh tròn cũng được nhé. Khi các bạn cho hành tây vào ấy, lúc nó còn nóng như vậy ấy, thì lúc này mình tắt bếp luôn. Rồi cái phần này ấy, thì các bạn cũng có thể là mình dùng nóng hoặc là mình để nguội mình dùng. Rồi đơn giản như vậy là mình vừa làm xong cái nồi cà ri rất là thơm ngon rồi đó các bạn. Rồi cái món cà ri này ấy, thì các bạn dùng với bánh mì hoặc là bún thì rất là ngon luôn. Và như vậy là mình vừa làm xong cái món cà ri gà rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.